Các thông tin thời sự và câu chuyện cuộc sống trong bản tin tối 24 tháng 7 xoay quanh chữ nhật. Nội dung đối đáp giữa Viện Kiểm sát và bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu điều tra viên chính từng thụ lý vụ án chuyến bay giải cứu, tiếp tục là phần chiếm nhiều thời gian của phiên xét xử. Viện Kiểm sát đã trình chiếu đoạn video ông Hưng nhận chiếc cặp bị cáo buộc có chứa 450.000 đô la Mỹ trước cổng cơ quan điều tra và khẳng định bị cáo Hoàng Văn Hưng gian dối, tráo trở. Sau đoạn video ghi xôn xao ghi lại hình ảnh con chuột bò trên túi bún ở một quán ăn ở Hà Nội, phóng viên báo Thanh Niên đã tìm đến địa chỉ quán bún và tìm gặp người xuất hiện trong clip. Chủ quán bún xác nhận có xảy ra sự việc chuột bò lên bún, nhưng cho rằng đây chỉ là sự cố hy hữu, chứ không phải quán luôn kinh doanh mất vệ sinh như đồn thổi trên mạng xã hội. Nhìn những chiếc xe này, có lẽ nhiều người sẽ tưởng đây là phiên bản đồ cổ độc đáo nào đó đang được lưu giữ làm kỷ niệm. Thực tế, những chiếc xe thiếu trước, hụt sau này lại là phương tiện được nhiều người sử dụng để di chuyển và mưu sinh mỗi ngày. Khi bị cảnh sát giao thông xử phạt, nhiều chủ xe đã chấp nhận bỏ luôn phương tiện vi phạm vì tiền phạt còn cao hơn giá trị chiếc xe. Tôi là Cẩm Tú. Tôi là Phương Nhật. Tôi là Quang Huy. Và đây là Sáng Nhật 20 giờ. Bản tin đầy đủ sẽ công chiếu lúc 20 giờ tối nay. Quý vị đừng quên bấm nút chuông ngay trên màn hình để nhận thông báo và cập nhật những tin tức nóng hổi nhất, những câu chuyện cuộc sống đáng chú ý nhất cùng xem nhanh 20 giờ.